Xin chào mọi người nha. Hôm nay em làm một món, đó là kim chi Hàn Quốc phiên bản của Vân Sumo Vlog. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cái nguyên liệu của món này nha. Mọi người ơi, làm thử đi, rất là ngon luôn. Ăn kèm với mì gói buổi sáng rất là ổn đó mọi người. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu cái nguyên liệu của món này nha. Nè, một trái lê, một củ hành tây, một trái táo và củ gừng, củ hành tím, củ tỏi, một củ cà rốt và một nắm he và một nắm hành, hai củ hành. Hành gì mà tự nhiên quên tên này ta? Ba rô, hành ba rô. Và đây là 5kg bắp cải trắng nha mọi người. Em đã ủ muối 2 tiếng. Cái bắp cải trắng này này, em thường xái ra miếng vừa ăn như thế này này. Tại cái bắp cải nó bị khô quá, cho nên là mình xái ra miếng vừa ăn này. Lúc mình ủ muối nó sẽ ngon hơn. Và mình bỏ trong hũ mình ăn đến đâu thì mình lấy ra ăn đến đó, nó tiện hơn, khỏi phải cắt ra mọi người. Em thì em thích thế. Còn nếu mọi người không có thích như thế thì mọi người cắt miếng lớn theo cái cây bắp cải trắng, xong mọi người rắc muối lên ủ giống như cái ủ cải thảo vậy là được mọi người. Và đây là 500ml nước cộng với 3 muỗng bột nếp nha mọi người. 3 muỗng bột nếp. Và em sẽ nấu để thành cháo nếp như thế này. Bây giờ em sẽ bắt đầu làm cái sốt để trộn nha mọi người. Rồi, em sẽ bỏ vào đây. Rồi, đây là cái thớt nhà em. Sao? Trước tiên là em sẽ xay, xay cái củ gừng, củ tỏi này ra nhé mọi người. Xay. Rồi, bây giờ bổ cái trái lê này ra này. Rồi, em hay làm món này lắm, nhà em ăn cũng nhanh lắm á. Mỗi lần em làm 5kg cái này á thì cũng ăn nhanh hết lắm. Rồi đây. Và em sẽ cho thêm đường tỏi vô luôn. Rồi. Phải cho thêm xíu nước nha mọi người, phải cho thêm xíu nước đó. Tại vì là mình xay là phải có nước mới xay được đó. Và bây giờ em sẽ sắt cái hẹ này ra nha mọi người. Mình sẽ sắt khúc khúc vừa vừa vậy này mọi người. Em sẽ bỏ vô cái sốt này luôn nha. Mọi người muốn bỏ vô cái sốt hoặc mọi người bỏ vô cái rau luôn cũng được. Mẹ em này, em thường em bỏ vô cái sốt luôn đó. Cái hành này cũng thế nha mọi người, cũng sát như thế luôn nha. Cái hành ba rô thì mình sẽ sắt nhỏ nha mọi người. Cái kim chi này này, nhà em làm ấy, theo cái công thức của nhà em ấy, thì cái vị nó vừa ăn hơn đó. Nhưng mà cái thời gian mình để thì nó không được lâu. Giống như cái kim chi người ta làm bán đâu mọi người, kim chi người ta làm bán nó mặn dữ lắm. Mà cái kim chi này mình có làm hơi nhạt ấy, mình có bỏ trong tủ lạnh cả tháng cũng càng ngon đó mọi người, không sao hết. Thank you.
Và bây giờ cà rốt em sẽ sắp sợi nhỏ nhá. Bây giờ em bỏ cái bắp cải này vô cái thau này nha mọi người. Mình ủ muối nó đã hơi mặn rồi đó, cho nên là em sẽ không nêm thêm muối mà em sẽ chỉ nêm mắm thôi nhá. Em sẽ dùng 5 muỗng đường. Mình sẽ dùng muỗng canh nha mọi người. Và 5 muỗng mắm nha mọi người. Quên đấy, em không đong mấy cái khô này trước. Và bột ngọt em cũng sẽ dùng 5 muỗng bột ngọt nha. Ớt em cũng sẽ dùng 5 muỗng ớt luôn. Mọi người nhìn thấy cái nước sốt của em chưa? Nó thơm, thơm quá, thơm đặc trưng của cái mùi kim chi á. Mà cái sốt mình tự làm á, nó ngon lắm mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cái sốt của em chưa? Bây giờ em sẽ đổ hết vô để em trộn nhá. Em trộn xong và em sẽ để ở ngoài. Thời tiết ở bên ngoài đến sáng ngày mai, nó qua một đêm đó mọi người. Rồi em sẽ cho vô hũ và em bỏ vô tủ lạnh để ăn dần nha mọi người. Khổng lồ. Nếu như mọi người thích ăn cái màu nó đỏ hơn, mọi người có thể cho thêm ớt nha mọi người. Nhà em thì em trộn như thế để cho các bé nó dễ ăn hơn, khỏi nhiều ớt quá thì ăn nó nóng đó mọi người. Mọi người thấy, trời ơi hấp dẫn quá. Mọi người thấy không? Một thau kim chi siêu to khổng lồ của nhà em Vân Sumo Vlog. Rồi, đây. Và hồi nãy em xem ở trong song còn một ít cơm nguội kèm theo 2 miếng trứng chiên. Bây giờ em sẽ ăn luôn. Lúc nào em trộn xong em cũng phải ăn mấy miếng liền luôn đó mọi người. Cái mùi của nó thấp hấp dẫn lắm. Đây. Mọi người ơi, thay vì mình làm dưa chua, mọi người nên làm thử cái kim chi này ăn đi.
nó có cái táo và cái lê ở trong á, cho nên là nó không có bị nóng đâu mọi người. Em ăn mỗi ngày luôn đó. Em ăn sáng, em nấu 4 phở buổi sáng đó, em ăn kèm với kim chi đó. Rất là ngon đó mọi người. Trời ơi. Kim chi đó. Nhà em ngày nào cũng ăn hết đấy mọi người. Ngon quá. Nó thơm gừng, tỏi, xong kèm theo cái mùi hẹ nữa. Ớt thì rất cay, rất vừa ăn đó mọi người. Chưa mọi người, em cũng không chủ để cơm nguội này đâu, không để mình trứng như thế đâu. Tự nhiên hồi nãy trộn kim chi xong, mở xong cơm ra thấy còn, mừng quá bỏ ra ăn. Ngon quá. Em thích cái món này vì nó là rau, ăn nhiều cũng được, không sợ béo mọi người ạ. Vậy thôi nha mọi người, em chưa dừng video ở đây nhá. Mọi người xem thấy hay á thì nhớ thả cho em một tim, và chưa đăng ký thì bấm đăng ký để ủng hộ kênh của em Vân Sumo Vlog. Em cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Em chào mọi người nha. Xin chào mọi người.